Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin hôm nay. Các bạn nhớ nhấn vào nút đăng ký và biểu tượng chiếc chuông bên cạnh để đón nhận những thông tin thú vị và mới nhất từ kênh của chúng tôi các bạn nhé. Và sau đây mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đến với phần tin chi tiết trong bản tin của ngày hôm nay. Cả Weibo xôn xao tin đồn Triệu Lệ Dĩnh mất trắng quyền nuôi con vì bị Phùng Thiểu Phong ép buộc. Netizen đều đang rất mong chờ Triệu Lệ Dĩnh có thể lên tiếng phản hồi về tin đồn trên. Vậy là đã tròn một tháng kể từ khi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiểu Phong tuyên bố ly hôn, cặp đôi khiến cả showbiz cảm thấy vô cùng khó hiểu với nguyên nhân thực sự khiến cả hai ly hôn. Không chỉ vậy, vấn đề về quyền nuôi con thuộc về ai cũng là chủ đề được netizen quan tâm. Trong 163 ngày 22 tháng 5 đưa tin, trên mạng xã hội đang lan truyền tin đồn Triệu Lệ Dĩnh mất quyền nuôi con, Phùng Thiểu Phong là người chăm sóc cho cậu con trai tưởng tượng của hai người. Một phần nguyên nhân dẫn tới việc này là do mỹ nhân họ Triệu quá bận rộn với lịch trình công việc, không có thời gian chăm con. Vậy nhưng, ở một diễn biến khác, truyền thông lại tiết lộ thông tin, chính Phùng Thiểu Phong là người đã ép vợ phải từ bỏ quyền nuôi con lúc cả hai đang trong thời gian hòa giải. Nam tài tử hứa với Triệu Lệ Dĩnh rằng, chỉ cần cô chấp thuận với lời đề nghị này, anh sẽ lập tức ký đơn ly hôn, đôi bên không còn bất cứ vướng víu nào nữa. Chưa rõ tin đồn trên là đúng hay sai, Triệu Lệ Dĩnh cũng không trả lời báo chí về việc mất quyền nuôi con. Tuy nhiên trên thực tế, có nhiều thông tin cho hay, ngay từ đầu mẹ của Phùng Thiểu Phong đã tỏ ra bất mãn về nàng dâu này. Thậm chí có thông tin cho rằng, chỉ đến khi biết Triệu Lệ Dĩnh mang thai quý tử đầu lòng, mẹ chồng cô mới chấp nhận cô vào hào môn.